Xin cầu nguyện cho thầy Giuse Đặng Văn Mỹ là chủng sinh đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Thầy qua đời do bị tai nạn giao thông lúc gần 11 giờ trưa hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại khu vực thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn thầy Giuse được nghỉ yên muôn đời. Sau đây là thông báo của giáo phận Bùi Chu. Thầy Giuse Đặng Văn Mỹ, chủng sinh đang học khoa thần học Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đã qua đời do tai nạn giao thông lúc gần 11 giờ Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 tại khúc cua gần cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Cái chết của thầy làm cho nhiều người bàng hoàng, bâng khuâng, sốc và thậm chí không dám tin. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn thầy Giuse sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn an ủi thân nhân, ân nhân, bạn bè và đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Tác giả bài viết: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toanh. Nguồn: Giáo phận Bùi Chu. Và kẻ chê tôi tìm kinh đơn cho thánh thần, tôi tìm co thánh thần, tôi tìm các cha tổ, tôi tìm sao mà người thánh nhân sống làm, tôi tìm mình sống khỏe. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.